Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tú. Đây là video thứ 24 trong loạt video hướng dẫn luyện tập tôn pha ngành ứng dụng khống chế dẫn giải đối tượng mà mình và bạn Tú trực tiếp hướng dẫn. Sau đây sẽ là một cái kỹ thuật khống chế đối tượng sau khi đã được yêu cầu nằm xuống, và mình sẽ thực hiện, sau đó là hướng dẫn các bạn cụ thể để các bạn có thể là luyện tập theo được và hiệu quả. Xin mời bạn Tú nằm xuống. Đấy, một cái yêu cầu rất là nhẹ nhàng và đáng yêu, đúng không? Đấy, sau đấy là chúng ta rút tôn pha ra, cầm lấy phần tôn pha này, đây, cầm lấy phần tôn pha này, cầm lấy phần trên này, thấy chưa? Cái tay nắm thẳng, đưa vào đây, tìm xem, nhìn xem cái gáy của nó đâu, đặt vào, thấy chưa? đặt vào gáy, chắc cái phần này vào gáy. Tiếp theo này, vai u thịt bắp nên là không thấy cái cổ đâu cả. Đấy, tiếp theo là cái tay này của chúng ta luồn xuống dưới nhá. Hai động tác: một, đặt cái tôn pha chắc vào cổ; hai, luồn vào phía dưới này, được chưa, nhớ chưa, luồn vào phía dưới. Ok, tiếp tục này, ghi chặt, sau đó là gật này, bắt đầu này, xoay này, xoay xoay và lên. Đó, muốn dẫy à, dẫy à, dẫy sao được, rồi dẫn giải đi đó, đây nhá. Ok, và mình sẽ thực hiện lại cho các bạn. Đây, bạn Tú nằm lui xuống đây, nằm lui xuống để máy quay có góc quay cho dễ. Các bạn chú ý này, khi chúng ta lấy tôn pha ra trong cái tình huống này, chúng ta không nhất thiết phải cầm được cái phần này, vì chúng ta chỉ cần đẩy lên, cầm lấy phần thẳng cho nhanh, cho dễ nhé. Tiếp tục chúng ta tiến lên, tiếp cận đối tượng nha. Tay cầm phần cán thẳng, dí sát vào cổ nha. Nhớ là cái phần này phải dí sát, bởi vì đây là cái lực đẩy xuống, dí sát này, đẩy sát vào. Đấy, tiếp theo sử dụng tay luồn sát vào đây, nắm vào đây. Với một cái điều kiện các bạn chú ý này. Thứ nhất, cái này sát rồi này. Thứ hai, cái tay này không được phép cầm mà ở phần chơi vơi củi trỏ này. Chúng ta sẽ dễ bị như nào ạ? Đó, tuột. Tuột cái củi trỏ. Đây là cái mà rủi ro lớn nhất khi mà đối tượng phản kháng lại. Chúng ta cầm vào đây này, cái tay chúng ta này, nhìn thấy chưa ạ? Đây, cầm vào đây, uốn cong tay, đẩy lên trên này, đẩy củi trỏ của chúng ta lên để khóa. Thử giật lại xem nào, không giật được. Đấy, có nghĩa là đây, tay mình cầm vào đây, nhưng là đây, như này, đây mình cầm vào được thế này, sau đó là mình lại gật cái này lên, chặn cái củi trỏ ở đây nhá. Đây, đặt vào này, cầm ở đây đây đấy, và đưa lên, đưa củi trỏ lên đấy, luôn luôn là củi trỏ đẩy ra. Sau đó chúng ta cầm này, xoay xoay, đưa lên này, đó, nhìn thấy không? Đây, góc độ này này, cái tay của mình vẫn phải đẩy ra đây. Nếu mà tay mình để thế này nhá, củi trỏ mất đúng không ạ? Đấy, đây, nhưng mà đây giật đi, giật đành rồi, không thể ra được. Và cái này luôn luôn phải siết vào đây, cái này siết ra đây, cái này đẩy về đây này, lực này, lực này cầm đẩy về phía này, cái lực này, cái tay này đẩy về đây, chứ không được phép để cái này đây. Như này vẫn là dẫn giải, nghĩ là vẫn là dẫn giải đấy, nhưng mà tuột này, sau mất đấy, ép này, đấy, ép sâu vào này, khóa này, đưa lên này, Tú tiếp thu được không? Ok, đó, rồi quay ra đây. Ok, đấy, đây là cái tình huống khóa và dẫn giải, ghi không thể nào ra được luôn, không thể nào phản kháng được. Đây, mình chặn gốc rồi, nhưng mà nếu mà tay mình để thẳng này, bốp, vỡ mồm luôn đấy, cái này lên mồm này, ngược lên này, bốp, chết, đúng không? Ép này lên là rời, lên đi, đó, không lên được, đó, ok, rồi, bây giờ bạn Tú nằm ở hướng kia, máy quay ở góc này lên, để thuận chiều các bạn xem nhá. Đó, đối tượng như vậy, đưa tôn pha lên, cầm lấy phần cán thẳng của tôn pha, rút ra, tiến lên, áp sát này, cần thiết này, đặt chân này, ghi đầu gối vào lại, được chưa? Đặt cái này vào đây, chỉ cần đơn giản lắm, đặt vào phần cổ này, lấy tay này luôn xuống dưới. Đấy, rất dễ hiểu đúng không ạ? Luôn rồi, tay này giữ chặt rồi, tay này đẩy lên đây, được chưa? Nha, đừng để thế này nhá, để em cổ trỏ ngược lên là chết đấy. Đẩy ra như này, đẩy ra như này, đổ lên, tiếp đây này, vặn này, vặn sang này, vặn sang, nó ngồi dần dậy này, đau là phải dậy, đấy. Đấy, ok, cái tay này vẫn giữ chặt ở đây, là khóa cứng luôn này,
khóa cứng luôn, không cùi chỏ được, không gồng ra được. Đấy, trâu đến mấy cũng không ra được. Ok chưa? Đó, chối đúng không? Đau cổ không? Có đau cổ. Đấy, và đau phần chỗ này này, bị gì này. Ok, giờ đến lượt bạn Tú nhá. Bây giờ bạn Tú sẽ thực hiện lại với mình như sau. Rồi, làm cái này đi. Đây, làm sao đây. Đó. Đúng rồi, đặt chèn vào cổ này, luồn tay xuống dưới này, cầm này, nhớ nhớ cái cùi chỏ kìa. Đây, gồng cái kia lên. Đúng rồi, thế thì mình mới không đánh lại ngược này. Đó, đó, xoay này, xoay này. Đó, lên là mình không ra được nữa, mình khóa cùi chỏ rồi. Nếu không khóa là mình giật một phát là ra luôn đấy. Nếu bên đây khóa chặt rồi này, khóa gồng bóp ở đây mình đang bị khóa ở đấy và rất là khó chịu, không thể ra được nhá. Đó, cái mà cũng chả lên được vì nó đang ghim rất là chặt, làm sao mà lên được. Đấy, thế thì một góc ở đằng này đi. Đấy, góc quay thẳng đấy nhá. Đây, cái điện ở đây cho các bạn cùng xem này. Đó, đây. Đó, 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 vặn này, vặn. Đúng rồi, nhớ dí sát cái kia vào cổ nhá. Đó, để khóa cái cổ chỗ này. Đây các bạn có thể, đây máy quay ở đây, những cái chỗ này bị cổ bị khóa này, không ra được, xuống không xuống được, được không? Cái này không giật ra được, được không? Cái này phải đẩy cùi chỏ ra nhá, chú ý nhá, nếu không là giật lên một phát nó giật lên là đấy đấy, chặn cùi chỏ rồi. Đấy là mình lường trước được hết các cái tình huống mà nó dễ bị phản ngược lại, đấy là cái rủi ro. Đó, thì các bạn chú ý để luyện tập và nên có bạn để tập cùng thì chúng ta mới có cái trực quan, cái hiểu biết trực quan và chúng ta gọi là ngộ ra được, nghiệm ra được. Như vậy thật là tuyệt vời. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.